diễn ra sự kiện đám thoại hình thứ 6. Mong quý vị đại biểu, quý vị khách mời và bà con nhân dân mình bỏ qua. Cuối cùng chẳng có gì hơn xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách mời và quý bà con nhân dân mình một ngày vui vẻ, sức khỏe và nhiều quà tặng trong ngày của tôi. Hy vọng là trong cái buổi ngày hôm nay, quý vị khách quý vị mà đang có kế hoạch mua cho mình một cái sản phẩm nào đó hoặc là sản phẩm ở nhà cũng gần phải đến kỳ hạn như thế thì cũng nhanh chóng quyết định để mà mua cho mình những cái sản phẩm phù hợp trong ngày hôm nay sẽ có những cái giá ưu đãi nhất và sử dụng trong cái mùa sắp tới. Và phục vụ cho hàng nông nghiệp đầy đủ hơn.